Anh để cho các bạn để trên những em một cái điều đặc biệt nữa của tổng số con bên nhà mình luôn nhé. Thì tin chắc đây là chỉ có một bên nhà mình mới có một kiểu, mới có một điều đặc biệt này. Các bạn thấy đặc biệt không? Xóm mình là những ăn cái đó cả. Tất cả xóm mình ăn đi luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.